Đức gửi tổ hợp phòng không Gripard cho Ukraine. Các tổ hợp Gripard được Đức viện trợ được sử dụng để tiêu diệt máy bay trực thăng, tên lửa và máy bay cánh bằng bay ở độ cao thấp. Phiên bản được viện trợ cũng có thể được tích hợp vào mạng lưới phòng không của Ukraine và qua đó nhận được tín hiệu dẫn đường từ các radar hiện đại. Các hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard được chế tạo ở Tây Đức từ những năm 1970 và được đặt trên khung gầm của xe tăng Leopard 1. Là một xe chiến đấu đa năng, hệ thống phòng không này nổi tiếng với khả năng hoạt động được trong mọi thời tiết. Ngoài đạn chiến đấu được sản xuất bởi Thụy Sĩ, Gepard còn được trang bị hai radar và máy đo laser nhằm tăng cường khả năng phát hiện mục tiêu. Được biết, hệ thống này đã dần bị loại biên khỏi quân đội Đức từ năm 2010 sau khi lực lượng này chuyển sang sử dụng xe thiết giáp Wessels gắn tên lửa phòng không FIM-92 Stinger hoặc LFK-NG. Các hệ thống Gepard này nằm trong gói viện trợ 30 pháo phòng không tự hành mà Đức cam kết chuyển giao cho Ukraine.